có thể khu đất tem mới này rộng rãi, thoáng mát và có rất nhiều tiện ích. Đấy, thích hợp với lại nhu cầu của người tiêu dùng. Rất là đẹp mắt, hiện đại, trưng bày rất là khoa học. Lotte Mart mới mở ấy, thế nên là cái không gian của nó rất là rộng. Ngoài ra thì có rất là nhiều các ngành hàng ở đây. Cái đó với cả Lotte Mart thì có rất là nhiều cái thực phẩm mới với cả nhìn rất chi là đẹp đấy ạ. Mình thấy rằng không gian ở đây rất là rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Mình cũng có đi một vòng rồi, mình thấy rằng là đồ ăn ở đây rất là tươi ngon, đa dạng và đặc biệt là mình rất thích đồ ăn của Hàn Quốc. Lượn một vòng Lotte Mart mới này thì em thấy rất là rộng, rộng hơn những cơ sở mà trước đây em đã từng đi. Và rất là đa dạng về hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa về bên quốc tế và Hàn Quốc. Em rất là thích ạ. Lần đầu tiên mình đến Lotte Mart mới thì mình thấy không gian rất là hiện đại này. Có nhiều không gian để vui chơi cũng như là cùng trải nghiệm ăn đồ ăn với bạn bè. Ngoài ra thì về quầy đồ ăn thì mình cũng thấy là ngoài những cái món ăn Việt Nam truyền thống thì còn có cả sushi cũng như là một số thương hiệu đồ ăn mà do chính Lotte phát triển có tên là Yuriata. Lần đầu tiên thì gia đình mình đến với cả Lotte Mart thì mình thấy ở đây rất là mới mẻ. Không gian thì rất là rộng và tiện nghi. Gia đình mình rất là thích cái không gian trải nghiệm ở Lotte Mart. I think it's a fantastic new area and shopping facility for the locals. It's absolutely amazing to see such a clean and wonderful space and such great products on offer. We think it's incredible. There's a lot of stuff that we've been looking for. A lot of meat, a lot of, you know, dairy, a lot of baked products. We love it all. Đến đây mua về là hàng rất là ok. Lần đầu tiên mình đến Lotte Mart, mình thấy là không gian ở đây khá là rộng đẹp, sản phẩm khá là phong phú và đa dạng. Theo em thấy thì Lotte Mart mới nó có rất nhiều các tiện nghi cũng như là phần view ảnh xung quanh cho giới trẻ, như ví dụ như tụi em có khả năng được đến chụp ảnh nhiều hơn, hay là các khu vực như là các khu vực quầy đồ ăn như này thì sẽ khiến cho chúng em có cảm giác được thử nhiều đồ hơn cũng như là đồ ăn cũng đa dạng hơn nhiều. Em thấy ở Lotte Mart mới thì rất là tiện lợi ạ. Ở đây có rất nhiều mặt hàng và phong phú, bọn em có thể mua mọi thứ ở đây được ạ. Và các bạn nhân viên thì rất là nhiệt tình ạ. Cái quầy visa này thì cô thấy thứ nhất là có cái mùi thơm rất là hấp dẫn và các mặt hàng cũng phong phú. Đấy, sau khi được trải nghiệm thử thì cô thấy rất là hợp lý, ngon. Vừa mới đi đến sảnh thì đã ngửi thấy mùi bánh rất là thơm rồi, nên là mình đưa bé vào đây để mua bánh và ăn thử và thấy bánh rất là thơm ngon, mềm ẩm. Hiện giờ bánh ở đây thì có rất là nhiều loại với cả cái chất lượng sản phẩm thì rất là tuyệt. Ngoài ra thì cái bánh mì thì nó rất là độ ẩm vừa phải, nói chung là rất là xứng đáng với giá tiền ạ. Mình cũng đã từng ăn sushi rất là nhiều nhưng mà mình thấy ở đây cái cơm sushi rất là thơm, dẻo, ngon và hải sản thì tươi, ngon và rất là bắt mắt. Thực sự là em cầm trên tay đây thấy rất là thơm và gà ở đây cũng rất là đa dạng và ngon hơn là những chỗ mà em đã ăn trước đây. Và em cảm thấy là một cái vị ở Hàn Quốc nó rất là đậm ấy. Đối với em thì nó khá là vừa vặn vì nó không quá cay và hợp với khẩu vị của người Việt đấy. Nói chung là khá là hoàn hảo ạ. Mình có ăn thử kimbap ở đây thì mình thấy là nó khá là giống kimbap mà mình đã từng ăn thử ở Hàn Quốc, nhưng mà có lẽ là hương vị tươi hơn và nhân cũng đầy đặn hơn nữa. Thì ngoài ra thì mình cũng thấy là các bạn nhân viên, các bạn trực tiếp, mình có thể kiểm tra trực tiếp các bạn cuộn kimbap ở từ quầy luôn, kiểm tra được độ tươi của đồ ăn nên là mình rất là yên tâm khi sử dụng. Đến với cả khu vực rau củ quả, khu vực đồ ăn, đồ uống ở đây thì mình thấy mọi thứ ở đây đều rất là sạch sẽ, đều rất là đảm bảo an toàn vệ sinh và đặc biệt là tất cả đều rất là tươi ngon. Gia đình mình sẽ sử dụng những cái đồ ăn, thức uống ở đây và mong rằng sẽ có những cái trải nghiệm thật là tốt trong ngày hôm nay. Cảm ơn. Nó thật sự rất là thu hút chị bởi vì những sản phẩm ở đây chị không có dễ dàng mà có thể tìm thấy ở trong các siêu thị. Thông thường chị đi các nhà hàng, khách sạn đồ thì chị mới thấy những cái sản phẩm mà cao cấp như vậy á. Nhưng bây giờ thì chị có thể dễ dàng chị mua ở Lotte. The tourism, I think it's good. A lot of
gifts you can give people if you go on a trip. If people come to visit Vietnam, you can bring them something. It's really a lot of selection, and I think people will love it. Đẹp, các bạn đây phục vụ rất là chu đáo. Cái quầy không gian về sản phẩm của đồ ngoại nhập, có lẽ là mình sẽ mua một vài món đồ về tặng cho các bạn bên phía đằng nước ngoài của mình. Dạ, em thấy cá hồi ở đây rất là tươi ạ. Nhân viên lúc nào cá hồi nó cũng đầy, không bị thiếu ạ. Ví dụ có thể thấy ngay đằng sau là hiện tại Chuối vẫn đang phi lê cá hồi và cá rất là tươi. Các đồ ăn ở đây thì vẫn ok và các bạn có thể nhìn thấy là nó vẫn rất tươi. Có rất nhiều mà hàng chính hãng ạ. Bình thường khi mà em đi mua mỹ phẩm thì em phải đi ra những cái nơi khác thì mới có, chứ ở trong các siêu thị khác thì không phải có ạ.